Mình là Mai Quy đây. Hôm nay mình quay một cái cây kiếm tiên vũ thôi. Nhưng mà các bạn thấy là bộ lá không? Cực kỳ đẹp. Cứng. Đầy đủ dinh dưỡng, cứng ngắc luôn các bạn. Không có bị cái gì trơn hết. Nhưng mà đặc biệt cái chất chồng đó là chồng cái chất chồng mà Mai Quy đã giới thiệu đó là chất chồng mà Mai Quy nói là bột vỏ vú sữa ở gỗ vú sữa cộng với vỏ thông nhuyễn. Đây các bạn thấy ha. Đây. Nhuyễn như luôn nha. Nhưng mà các bạn coi cái dàn rễ dưới nè. Đây. Đó, mới nhổ chậu lên để mình thấy được cái dàn rễ. Cái này trồng được bao nhiêu lâu anh? Trồng này cũng 7-8 tháng rồi. Ồ, có 7-8 tháng à. Anh dở cao lên cho em thấy cái dàn rễ rồi các bạn thấy. Đây là cái minh chứng để cho chúng ta thấy được cái bộ rễ của nó. Đó. Đó. Không cần lắc để luôn cái chất chồng. Đây rễ xanh nè. Đó, tất cả là nó vẫn còn đầy đủ rễ hết. Giờ chậu này thì trồng chậu lỗ. Nếu như trồng chậu kính cũng được đúng không anh? Được, được. Đây có gì mình trồng đó. Có gì trồng đó. Thì chất chồng nó rất là mịn nên nó giữ ẩm. Thì cái chất chồng này là đã xử lý rồi, đã xử lý nấm bệnh rồi, đối kháng rồi nên nó không có sợ nấm bệnh ở dưới nữa, nên rễ nó ra rất là nhiều, không có dấu hiệu bị thối rễ. Tuy là độ ẩm nó rất là nhiều, ướt luôn nha. Cái này là anh tưới hay là mưa hôm qua hay gì không anh? Tưới buổi sáng anh. Tưới buổi sáng không? Nó ướt, thậm chí nó có cả trùng nữa nè, nó có trùng. Cái củ của nó thì nó ra bè. Tóm lại là thân củ lá đẹp ha. Đẹp. Ừ, lá xè đẹp ghê. Anh dựng cái chậu này lên bỏ lại cho coi cái thân lá cái chậu này đẹp quá. À, đây chậu của nó lúc mà nó như vậy nè các bạn. Thân lá chè be ra. Đây, trời mấy cái củ to thật là to. Đây, cái củ này nè. Củ bằng cái gỗ thuốc. Cái này mà trồng nắng nhiều còn tốt nữa ha. Đúng rồi, trồng nắng nhiều tốt. Đây là cái chất trồng mà Mai Quy lúc trước hay giới thiệu. Nhưng mà lúc đó nó chỉ trồng được có ít thời gian thôi. Nhưng mà chất trồng này đã trồng 7-8 tháng. Thì để các bạn coi cái dàn rễ nó đi thế nào rồi ha. Thân lá nó thế nào, có bị thối rễ hay không. Rễ non nó cứ đi liên tục như vậy thì cây làm gì mà không khỏe được. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video về chất chồng này. Đây là những cái cây còn lại cũng toàn bộ là chồng chất chồng nó hết các bạn. Đây, đây. Đây cũng là một bụi tiếp tục đây. Đó. Mịn, rễ đi đều, đẹp. Cây phát triển rất là mạnh. Sau một thời gian thì chúng ta sẽ có bụi kiếm cực kỳ đẹp, khổng lồ. Rồi cảm ơn các bạn nha. Các bạn có nhu cầu mua cái chất chồng này thì hãy liên lạc theo số điện thoại video đăng, hoặc là các bạn có thể comment bên dưới đặt hàng, hoặc là vào trang web siêu thị hoa lan.com hay là kho nông nghiệp.com. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nha.